Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, phiên bản đủ quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị các bạn ạ. Màu bạc, số sàn, bản đủ 2019. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 288 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 hatchback bản đủ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback 2019 số sàn này các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback này các bạn nhé. Trước tiên thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nước sơn ạ. Đây là về cái phần nước sơn, phần sườn bên phụ của chiếc xe các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả còn rất là mới và rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây là về cái phần sườn bên phụ này. Phần sườn bên lái này các bạn này. Phần sườn bên lái cũng đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Màu bạc và phiên bản hatchback rất là đẹp rồi. Nhìn từ cái phần ba đợt sốc sau cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Xe cũng đã được trang bị là màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ luôn rồi các bạn nhé. Đấy, và cụm đèn hậu này chưa có bị xước sát gì cả này, rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cụm đèn hậu này rất là đẹp này. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố này. Phiên bản này là 1.2 này, số sàn MT là số sàn các bạn nhé. Chỉ 5,7 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy ở đường trong đô thị là 7,43 lít. Nếu như ở ngoài đô thị thì chỉ có 4,72 lít thôi các bạn ạ. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Một chiếc xe rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Và ở cái phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị, nó khác phiên bản thiếu. Bản đủ thì xe đã có khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Nhìn về bên ngoài ta thấy được luôn này, la răng đúc này. Chiếc xe này thì la răng đúc mặt phay rồi các bạn nhá, rất là đẹp luôn. Dàn lốp cũng còn rất là dày, rất là mới luôn các bạn nhá. Phiên bản hatchback, gương chiếu hậu thì gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn về cái phần đầu, phần ba đợt sốc trước đây, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Toàn bộ từ những cái cụm đèn pha cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, cụm đèn pha này đều rất là đẹp luôn này. Bên dưới thì có cả đèn gầm rồi. Đấy, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt cũng đều rất đẹp, chưa có vết đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Đấy, về cái phần ba đợt sốc trước, toàn bộ về phần ngoại thất bên ngoài đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, chưa có bị đâm hay là chưa có bị va gì đâu các bạn nhé. Nội thất này, từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nội thất ghế da hai màu, màu đỏ và màu đen này. Và đồng hồ công tơ mét đây, chiếc xe lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, đều rất là đẹp luôn này. Trải sàn da đầy đủ hết cả rồi các bạn ạ. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cánh cửa nguyên zin, tắp đi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn. Toàn bộ cái khoang nội thất đằng sau cũng đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp và đều xe đây. Một chiếc xe hatchback 2019 lăn bánh được hơn 8 vạn km này. Cốp sau của chiếc xe này, từ ốc cốp sau còn nguyên zin này. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này đều là nguyên zin hết luôn này. Chưa có bị đâm, chưa có bị va gì đâu này. Còn nguyên zin hết từ keo chỉ này. Và cốp sau đây, các bạn xem này, đều rất là đẹp này. Đấy, chưa có bị va chạm gì cả nhá. Nội thất ghế da rất là mới này. Lốp sơ cua này. Đấy, phải nói là rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Từ keo chỉ còn nguyên zin này, tắp bi cánh cửa đây. Đấy, bậc cửa này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé.
chiếc xe 2019 lăn bánh được hơn 8 vạn rồi. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Cánh cửa phía trước, bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên zin. Táp bi cánh cửa đây, rất là mới luôn. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng, cần số này, tay phanh này, đều rất đẹp này. Màn hình ZTEC này rất là xịn luôn. Màn hình camera lùi đủ cả rồi. Toàn bộ về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Nội thất cũng rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Quý vị các bạn nhé, mở cái nắp capo này lên để xem về cái phần động cơ của chiếc xe này. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít quý vị các bạn nhé, kết hợp với hộp số tay, tức là hộp số sàn 5 cấp đấy ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi các bạn này. Đấy, ốc còn nguyên zin này, từ ốc chân máy này đến ốc mặt máy này, ốc cabo này nguyên zin hết luôn bạn nhá, từ ốc tai này, đây bên này cũng vậy này, ốc tai nguyên zin này, ốc cabo nguyên zin, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, tem này, đấy, keo chỉ này đều rất là đẹp luôn các bạn nhá. Một chiếc xe phải nói là rất là mới luôn, lăn bánh có hơn 8 vạn, gần 9 vạn rồi, 2019 quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback sản xuất năm 2019, phiên bản đủ lăn bánh được hơn 8 vạn km. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 288 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 hatchback phiên bản đủ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.